Ong ở ven bờ ở cái hố nước các bạn. Ong anh bảo là chỗ này nó bỏ đi rồi. Chỗ đây anh bắt rồi à? Chỗ đây anh bắt rồi nhưng mà lại đi rồi. Đấy, ngay đây này. Đây hai tổ chỗ nữa. Chỗ ấy. Anh em vừa mới tìm thấy thêm một ổ ong nữa các bạn ạ. Nhà ổ này thì toàn ong được bay ra thôi. Rất là nhiều ong được. Toàn ong được không? Mới tới lại không, ý là nó đang sách đàn đấy, anh nhiều ông đực này là nó chia đàn đi, cũng chia đàn, anh nhìn thấy khác rồi mà, không, được lắm thật, lâu rồi, ổ lâu rồi, lâu rồi, ổ này loạn quạng của 25, 25 thì xác định là không có mặt luôn, sâu, sâu thì nó không sâu đâu, do cái này này. Cái ổ mối cứng không, ổ này ở lâu rồi chứ, trong mối nhưng mà thì ông được cái này ăn hết mặt nhỉ. Cát già lắm, cát đen. Sợ đéo có mặt. Mấy bạn nhỉ? Có một bạn à? Nhiều biết. Một bạn sáp à? Nhiều mà. À. Nhiều lắm. Ừ, ở tận trong. Cứ đào đi là sẽ biết. Ừ, toàn ong được không? Mỗi tội vụ mối là trứng quá. Ở đầy sẵn, có mấy con quân ở trong có ít đâu. Ra bay ra ngoài hết rồi. Ổ này sắp chia đi rồi. Nhờ. Yeah. Ừ. Đi hết. Thợ nó đang đi. Còn ít quân. Rồi, mới nở quân rồi. Mới nở quân thì nó có mặt rồi. Gặp mấy đám đực ăn hại này nữa. Nè, hộp khó, nóng. Sắp trắng luôn. Khô, à cũng vẫn có mà. Ở trên đấy. Ở trên có thì... Ủa, vẫn đầy đi. Để về cho nó ăn thì ngon, yeah. Về bóp hết ra cho nó ăn ngược lại. Nghe cái phấn ấy. Ít quần nhỉ? Chắc nó chia rồi. Chia rồi. Còn nó mới chia rồi. Nó mới nở mà.
chắc cũ hết rồi. Thì nó mới nở ấy chứ. Ổ này bắt trước đây chừng không. Ổ này bốc bay rồi các bạn, còn có xíu mật nữa đâu. Này nó bỏ bỏ đi rồi. Cái ổ này nó còn lại một ít này là nó để lại cho con ong già, ong non nó bay bốc bay đi hết rồi. Mấy con sát trong à? Còn nhiều mà. Này tụi nó ong sát to không? Tụi ong kia ấy nó bắt đầu nó lại xây lại từ đầu. Mới bốc bay. Mình tới muộn. Nó còn quân nó nở nó đi hết rồi các bạn. Còn có xíu mật. Rồi, cũng nhiều. Thấy ra tí cắt mật sao? Các bạn ở đây. Nhưng mà thì chua lắm nha. Đúng không? Ừ. Không được quá nhiều, ăn hết mật. Được nó cái phần mật này. Trong có còn quân mấy không anh? Nó đi mất rồi. Trước đây 4 ngày đúng không? Ừ. Nở ra một nửa quân là nó dẫn đi hết luôn. Được. Còn lại toàn không được. Toàn bánh mật to, ôi đừng vẩy. Đây với người. Để vẩy cái. Đây các bạn. Nở hết luôn một lượt rồi. Đi rồi. Cái này cái bánh này đẻ lại rồi này. Đàn này nó chia đàn hết rồi. Chúa này vẫn tốt. Đẻ đều luôn. Chúa đẻ rất đều nhá. Miếng này gần như là hết rồi. Cháy mà. Cháy mà. Đủ mà ổ này bắt trước 4 năm ngày ngon quá. Chùa quá. Dạ đều lắm anh ạ. Dạ, ấu trùng rất đều. Ừ. Vài bữa trước thì ngon nhỉ, mà nhiều. Nó cắn nắp nó hút hết mật. Má nó bắt trước. Mấy ngày ngon rồi. Nha. Yeah. Sáp này tí về em bóp, bóp ra cho nó ăn ngược lại hết. Sáp này về bóp hết chứ? Ừ. Bóp vào trong cái ấy, cái khay. Có khay à? Ừ, cái khay mình lại cho thêm tí đường vào, mình lại cho nó ăn. Cần nhiều cho đường? Có, cho đường cho cái phấn này nó không bị, con ong ăn không bị dị ỉa. Cái giống phấn này mà anh để anh trộn với nước là nó lại ăn đi ỉa. Còn mình, cái này là không có này. Không có được đây, cứ vứt ra. Vứt ra đến gì? Tận dụng được cái gì được hết. Ừ. Ba phấn khô luôn không ạ? Phấn nó đắp lại nắp đây. Ừ. Chua. Ngon. Thật không? Ừ. Ngon. Ngon thật không? Em ăn chua mà. Ăn nữa đi. Hả? Đủ mắt trời đang nằm. Yeah. Ôi không được kìa. Ừ? Không được kìa. Nếu không tổ này chắc nhiều mật hơn. Đây anh em lại tiếp tục bắt cái ổ này các bạn nhé. Thì lúc nãy là cái ổ kia là mình đi rồi tìm lại cái ổ này. Đi tìm cái ổ này thì tình cờ lại gặp được thêm một cái ổ nữa. Cái ổ ong nó tách đàn. Thì toàn ong được thôi. Là cái hôm nay là hai ổ thì mình đã bắt được bằng ngày mật rồi các bạn này. Tiểu nó về thì mới vắt lại sau. Còn đây, là cái ổ mà ông anh đi đã tìm thấy trước. Tìm thấy trước thì bây giờ bắt đầu mới đào luôn. Ôi, ổ này sâu thế.
bắt quân hơi khó. Chào tới sát rồi các bạn. Rất mềm. Rất mềm mà. Ui, ông được ghê quá. Sắp lên cái ô nào cũng toàn ông được. Ơi. Cũng đèn xì vậy hả? Đèn xì rồi. Sắp chia đàn hết rồi. Rồi, lại một tổ nữa rồi. Nhanh nhỉ. Đồ mãi tổ này hôm trước mình tự tin lắm đấy. Mưa xuống ra là nói đấy. Không phải đâu. Mưa xuống rồi. Rồi, xong. Chia đàn. Mới nở. Vứt chỗ này chưa? Có cái gì đâu mà vứt. Bắt lục, xem có đấy không bắt chúa. Chưa đàn hết rồi. Rồi, xong. Còn phấn. Không còn trứng đâu. Không có trứng luôn. Mới đỏ. Phấn. Hồi này ong chia đàn rồi các bạn ạ. Ong chia đàn rồi. Nó ăn hết mật rồi. Còn phấn nữa. Phấn này thì về cho ong kia ăn được không? Ăn được. Ăn được thì bỏ đây. Trộn với đường cho nó ăn. Ong nào cũng cho ăn được hết. Còn nói là ong kia. Ong là ong dưỡng cũng ăn được. Phấn đùng bác phấn này. Nó mới ăn hết mật xong này. Ừ, ăn mật với chia đàn đi. Mới ăn đây này. Chắc khoảng ngày hai ngày nay chứ mấy. Đấy. Còn được nhanh phấn nhỉ. Được. Chào các bạn. Nó ăn hết mật rồi. Nó chia đàn nó đi rồi. Còn muốn phấn. Phấn đen luôn. Mà cái tổ kia nó đi nhưng mà nó vẫn để lại cho tí mật. Đây vẫn đẻ trứng nhưng mà cái ấu này nó cũng bỏ rồi anh ạ. Ấu này nó không nuôi đâu. Không nuôi. Ấu khô lắm. Bỏ à. Tàn này sắp bay luôn. Anh cố ghét cho mày. Úi giời. Già. Đúng ông già không à? Ừ. Ông non. Ông non đi rồi. Nè. Còn phấn không? Hết sạch mật luôn. Không còn tí mật nào. Hút hết luôn. Không có luôn. Ừ. Đủ men. Bắt cái đi. Đồ tổ này phải bắt cái đi tuần. Ngon, lúc ấy thì nhiều mật tắm. Ừ. Thì bao nhiêu mật? Ủa, nó sắp nhiều quá mà. Trời, nó khô luôn này. Ừ, lấy hết. Ừ, này. Lấy hết luôn. Ui, phấn này. Phấn mà nó đen xì luôn anh ạ. Chứng tỏ là cái mùa vừa rồi nó nắm lấy nhỉ. Nó giữ chữ nhiều. Giữ chữ nhiều. Đây nó lấy, nó ăn vậy rồi đấy. Nó còn, úi trời ơi. Con gì đấy mà còn được bắt đầu đổ lại mặt thì nó ấy mà nó chia đàn xong rồi là nó nếu mình không nuôi mình không bảo quản thì mình không biết được lúc nào ấy nhỉ. Lúc đào lên rồi thì mình mới biết là nó mới chia đàn cũng phí tách đàn nó bỏ đi. Không được. Nga tổ to. Tổ quá to luôn chứ. Đây này. Ấu trùng cái này nhiều này. Ừ, chờ. Không còn một tí mật nào nữa. Đéo bởi. Ấy à. Mật đấy. Mật mới đổ lại. Đéo gì cái này. Mới đổ lại đây thôi. Tao đang đổ lại đấy. Giờ bắt đầu mới đổ lại. Nó chưa đưa lên. Để chỗ ấy nó mới cắn nắp nó ăn hết luôn. Đang đổ lại. Mẹ con này mà nó đưa làm phát thì xong luôn rồi. Đùa. Má mà con này nó sợ hơn dết. Nó cũng dòng bò cạp á. Kinh. Ừ. Hồi thế. Ừ. Hết chưa?
chưa? Để mẹ thế mới tiếc. Ồ, to nhỉ? Quá to, chứ mình là to. Gỡ cho chú ít ống trùng. Ui trời. Mà trong này nó sát mới hơn. Mới thì nó cũng hết. Nó cũng lấy hết rồi. Ấu chưa vít nắp này. Ui, quá nhiều. Chúa đỉa kém lắm này. Thế căn bản là con chúa ngon đi mất rồi. Chưa ngon nữa đi. Hiểu không? Ừ. Còn con chúa này đỉa vớ vẩn lắm. Đổ mà. Còn nhiều quân không? Có nhiều quân không? Quân thì cũng bình thường. Ừ, ấy là mà bắt ghét quân nhỉ. Giờ thì anh em sẽ trèo lên cái dốc trên đây các bạn nhé. Trèo lên đây để bắt cái ổ cuối. Rồi anh em sẽ đi về. Mình cũng đã sẽ tiến hành là đi theo chân ông anh này tiếp. Đây, cái ổ ở phía trên này các bạn. Có không? Thế im thế. Còn không? Còn chứ. Đi về nhà mình trèo lên. Ừ. Đi lấy mật mà như đi móc cua. Ô nhiều mật mà anh. Hả? Nhiều mật lắm. Nhưng nó có 2-3 miếng à. Ổ này rất nhỏ các bạn ạ. Ừ. Anh ông đi lấy mật. Ổ quá sâu. Mà mật cũng nhiều lắm này. Có đâu nữa đâu hết rồi. Ổ này ổ mới à. Mới mà. Ừ, ổ mới. Thôi bật đi. Ừ. Ổ mới mà mật cũng nhiều. Thì đây là bữa hôm nay anh em mình đi bắt 4 ổ mới nhặt thêm được 1 ổ nữa là 5. Thành quả ngày hôm nay của anh em thì cũng được bằng ngày mật các bạn này. Mật rồi mang xếp về. Thì video của mình thì bây giờ cũng xin tạm dừng luôn các bạn nhé. Cái tay này. Ông đốt hả? Thì bây giờ cũng là gần 5 giờ rồi. Cũng khá là mệt rồi. Anh em cũng vã hết mồ hôi rồi. Bây giờ anh em cũng xin tạm dừng, xin kết thúc video tại đây. Thì xin hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thì chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chào các anh Tùng ơi. Chào mọi người nhé. Thì anh em bây giờ lại đi về thôi.